Thưa cậu Út, anh hai anh đi nước ngoài về không có kịp. Con thay mặt chồng của con sẽ đứng ra cùng với cậu Út phụ làm đám tang cho má con được đàng hoàng. Chị hai nói nước ngoài là nước nào mới được chứ? Xa cỡ nào á thì cũng phải về nhìn mặt má lần cuối chứ. Có hai thằng con trai à, mất dạy cũng vừa vừa phải thôi. Chú bà, lúc này tôi không muốn nói ra nói vô, tôi cũng không muốn trách cứ bất kỳ ai hết. Tôi đã nói với anh hai của chú là tôi sẽ đứng ra thay thế anh hai của chú để báo hiếu cho má. Bộ chú không tin tưởng tôi hay sao? Chị hai à, tôi không phải tôi không tin chị, nhưng mà ông hai ổng... Ông mà, ông đừng có như vậy mà. Có cậu Út nè, có Duyên, còn tôi nữa. Phụ ông lo cho má là được rồi, nha. Còn Lan với thằng Tâm đâu rồi? Nó đang giữ thằng Đạt ở trên lầu á. Cậu Út, cậu kêu hai đứa nó xuống cho con nhờ chút chuyện nha cậu. Chú Thím, nhờ chú Thím về dưới đó đi coi thầy coi ngày giờ và hướng, đặng xây mồ mã sẵn cho má. Tốt nhất là đặt mộ của má kế bàn. Má. 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 Con ở nhà ráng chăm sóc cho em con nha. Dạ. Tâm. Dạ. Con đi qua hỏi ở bên nhà đòn đặt một cái hòm tốt nhất, đắt tiền nhất cho bà nội của con. Thuê trọn gói xe cộ, đội càng trống, đặng mà đưa bà nội về dưới quê nghe con. Dạ. Khi nào mình đưa bà nội về hả má? Để má phải vô chùa coi thầy biết ngày giờ như thế nào rồi đưa bà nội con về. Má, để con với bạn con đi vô chùa hỏi ngày giờ cho bà nội nha. Má giữ sức khỏe nha má. Chú với Thím giúp tôi về dưới đó lo trước đi. Chị hai à, tôi tính về nè. Để tôi đưa cậu Út với thằng Đạt về dưới trước. Ở trên đây còn nhiều chuyện lắm. Thằng Tâm với con Lan ở đây phụ với má, nghe chưa? Dạ. Tôi thấy vậy cũng được. Thôi bà lên phụ với cậu Út dọn dẹp đồ đạc hết đi. Đồ đạc cũng dọn ra đây hết rồi, còn gì nữa đâu mà dọn. Nhưng mà lần này chắc là phải dọn đồ hết đi, chứ không có quay lại làm gì nữa đâu. Sao vậy má? Thôi, con với anh Tâm á, đi lo công chuyện cho má đi. Đừng có hỏi nhiều nữa, để bà nội con nằm ở trỏng lạnh lẽo lắm.
Bộ hai đứa không thương bà nội hả? Đi đi. Dạ, con biết rồi, con đi liền. Ủa, má, bà ở đâu? Sao bà nội mất mà ba không về hả má? Thôi, má kêu con đi hỏi thầy á, thì con cứ đi đi. Đi đi, nhanh lên. Anh đang lo đúng không? Lo chuyện gì? Thì em đoán già đoán non vậy thôi. Cái làm cho con người ta khổ nhất là gì em biết không? Là gì vậy anh? Là suy diễn, là tưởng tượng của người ta đó. Em đâu có suy diễn tưởng tượng cái gì đâu. Thì anh nói đoán già đoán non, vậy em đoán cái gì? Thật ra thì em cứ suy nghĩ lung tung như vậy thôi. Em thấy thương cho chị Duyên, má của thằng Tâm. Anh, từ bữa tới giờ chị Duyên có gọi cho anh không? Không. Anh biết tánh của cô ấy. Cô ấy sống rất khép kín và mạnh mẽ lắm. Thôi, em đi ngủ trước nha. Anh ngồi đây một chút rồi vô ngủ liền.
Hà, anh muốn nói chuyện với em. Anh nghĩ mình nên nói chuyện của con bé Trâm cho nó biết. Anh thấy nó cứ buồn hoài. Anh nghĩ chắc ông trời đã sắp đặt cho nó rồi. Đó là ý của anh thôi. Nếu như em chưa thấy tiện thì thôi. Em cũng suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Bây giờ anh để cho em dò ý của con coi thử nó như thế nào. Chứ em chỉ sợ khi con nó biết được nó không phải là con ruột, mà nó chỉ là con nuôi, nó sẽ bị sốc. Chuyện của thằng Tâm chưa xong, bây giờ lại thêm chuyện như vậy nữa rồi, thì như vậy nó sẽ không thể nào chịu nổi. Thì tùy em thôi. Nhưng mà anh nghĩ biết đâu mình nói chuyện này lại hóa giải được chuyện kia, rồi chuyện buồn này nó lại chữa lành chuyện buồn khác. Dạ. Tôi đã nói với cô rồi, là cô phải chịu khó lau sạch dưới lưng chồng mỗi ngày. Mà sao 2-3 ngày nay cô không lau? Cô có biết là để như vậy thì lưng của ông ấy sẽ bị lở loét hay không? Tôi biết, nhưng mà có một mình tôi, sức đàn bà con gái làm sao mà lật ổng lên để mà thay đồ được. Cô là gì của ông ấy? Tôi là bạn của ông ấy. Gia đình ổng đâu? Vợ con ổng đâu? Gia đình của anh đang có tang. Má của anh mất, gia đình đang lo đám tang cho bà. Thiệt là khổ. Thôi, cô lau mấy chỗ kính cho ổng giùm tôi nha. Với lại mặc đồ sạch cho ổng. Phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ mới được đó. Ừ. Đây hả? Chị là vợ cô mấy hả? Sao cô hỏi vậy? Không, không phải đâu cô. Dạ. Ổng sao rồi con? Bác sĩ nói như thế nào rồi? Bác sĩ nói chắc một tháng nữa mới có thể ngồi dậy được, nhưng mà chắc chắn là sẽ liệt nửa người. Cái gì? Một tháng hả? Ừ. Trời ơi, cái gì mà cả tháng lận vậy? Rồi vợ con ổng chừng nào vô? Hôm nay mở cửa mã, chắc là cũng phải 2-3 ngày sau khi cúng tuần thì bà mới vô thăm ổng được. Mẹ thấy vừa lòng hả dạ mẹ chưa? Con bắt đầu thấy sợ mẹ. Mối thù 20 mấy năm mẹ vẫn giữ trong lòng, không một phút nào mẹ quên. Mẹ vẫn trả thù một cách ngoạn mục như vậy. Mẹ giết một lúc 2 mạng người, không cần tới dao gươm, không cần tới súng đạn. Mẹ còn làm cho người ta tan hoang cả sự nghiệp lẫn gia sản. Mày im đi. Mày làm con tao mà mày dám phản bội mẹ mày hả? À, con à. Dạ. Má có một người chị gái vừa lấy chồng, sinh con, rồi bị tai nạn giao thông. Hai vợ chồng đều mất hết. Má,
Con nhớ chuyện này má nói với con lâu rồi mà. Ý của má muốn nói là... Ba! Ba! Chị hai! Ủa, chuyện gì vậy con? Má! Ba đâu rồi? Có chuyện gì vậy con? Lan mới gọi điện thoại cho con. Trên nhà Lan á, có chuyện lớn rồi. Nhưng mà có chuyện gì? Nè, chuyện gì mà la lối ôm sòm vậy? Bà nội Lan mới mất. Vậy hả? Con là ba hết hồn mà. Bé Lan nó buồn, nó khóc quá trời luôn. Hay là hai vợ chồng mình lên thắp cho bà cụ nén nhang nghe anh? Nhà làm đám ma ở dưới quê, quê cũ của ba á. Anh à, hay là vợ chồng mình lên thắp cho bà cụ nén nhang nghe. Nghĩa tử là nghĩa tận. À, nhân dịp này về thăm lại quê hương luôn. Không được. Muốn về thăm quê thì để lúc khác. Bây giờ mà xuất hiện ở đám ma thì làm cho hai thành khó xử thêm. Rồi bà con lối xóm người ta lại nghi ngờ thắc mắc tùm lum nữa. Má, con thấy ba nói vậy đúng đó má. Thôi, hai đứa vô ngồi ăn cơm đi. Ngồi xuống đây đi má. Má, má nằm nghỉ ở đây một chút cho khỏe. Con đi lấy cháo cho má ăn. Nè. Dạ. Khoan đã con. Con đi xuống dưới bếp pha cho má một ly trà sâm đi. Dạ. Má, khi nào bé Sáu trở lên hả má? Má, để con đưa má lên nghỉ nha má. Ừ, thôi, má không sao đâu con. Má đang đợi con Lan đi nấu cháo cho má. Dạ. Nè má, mau uống đi má. Xem như chuyện lớn của bà nội mình đã làm xong. Thằng Đạt em con á, nó cũng ở dưới với ông Út với chú thím ba. Như vậy thì má cũng đã yên tâm rồi. Má ơi, con nghĩ là cái này mình nói chuyện sau nha má. Con thấy là má nên nghỉ ngơi cho lấy lại sức đã. Má cũng phải cần nói chuyện với tụi con ngay bây giờ. Nếu không, sợ không kịp. Tụi con lớn rồi. Thành ra má nghĩ là tụi con có thể chia sẻ với má được tất cả. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy hả má? Ba má con mình ăn cháo xong á, con Lan
theo má vô bệnh viện. Vô bệnh viện hả? Vô bệnh viện làm gì hả má? Má đã giấu tụi con, má đã giấu cả gia đình này. Thật ra ngày bà nội con mất, má có đi tìm ba Thành của con. Hóa ra ba Thành của con bị tai biến, phải đưa vô bệnh viện cấp cứu. Lúc 11 giờ khuya ngày hôm đó, bác sĩ điều trị nói cũng may là đưa ba con vô bệnh viện kịp thời. Nhưng mà khả năng liệt toàn thân của ba con là không tránh khỏi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy hả má? Lan à, tại sao vậy? Con nghe má nói nè, con phải nghe lời má. Con lớn rồi, con phải tập chấp nhận mọi chuyện. Cuộc đời này còn rất nhiều sóng gió khổ đau, con phải tập chấp nhận như vậy mới chịu đựng được tất cả chứ. Con nghe má nói không? Lan, em nghe lời anh hai nè, em không được khóc biết không? Đến đi, em nín đi, em không được khóc, mạnh mẽ lên, ngồi đây đi. Alo, tôi nghe đây. Chị lên tới Sài Gòn chưa? Tôi mới vừa lên tới. Chị vô liền đi, tối nay em phải về nhà có chút chuyện rồi. Tôi biết rồi. Tôi ăn một chút cháo rồi tắm rửa, rồi tôi sẽ vô đó liền. Tôi cảm ơn cô nha. Vậy nha chị. Má ơi, ai vừa mới gọi má vậy? Là cô Quyên Lam. Má có nhờ cổ chăm sóc ba con mấy ngày nay trong bệnh viện. Cái gì? Má vừa nói cái gì? Tại sao, tại sao lại có liên quan tới cái người đàn bà đó nữa hả má? Vì lúc ba con bị đột quỵ, cô Quyên Lam đó chứng kiến và nhờ cổ đã đưa ba con vô cấp cứu kịp thời, nên má mới nhờ người ta chăm sóc. Lan, em xuống nấu cháo cho má ăn, rồi nhớ chăm sóc cho má đàng hoàng nghe chưa? Con tính đi đâu đó? Con đi vô bệnh viện để thay thế Quyên Lam chăm sóc cho ba. Chứ má bây giờ không thể nào thức trắng đêm để chăm sóc cho ba nữa má à. Con có biết bệnh viện ở đâu không mà đi? Má, má ơi. Má, má ngồi xuống đây đi má. Má, má ơi. Má, má. Con xém chút lại quên mất. Con nghe má nói nè, mọi chuyện trên đời này con không cần phải trả thù, con không cần phải đòi hỏi sự công bằng. Mọi thứ đều có nhân quả. Con đừng có đi tạo nghiệp xấu nữa, con cứ cố gắng sống mỗi ngày, tạo nghiệp tốt là má mừng lắm rồi.
biết rồi má. Má nè, con biết là mình nên làm gì. Má cứ yên tâm, má đừng lo cho con nữa. Bây giờ má nói cho con biết đi, ba bây giờ đang nằm ở bệnh viện nào hả má? Tự nhiên thấy thương anh quá à. Má anh mất mà không về thọ tang cho má được, anh trở thành con bất hiếu. Rồi cái lúc mà anh chết, anh bị đầy xuống địa ngục, rồi họ sẽ bỏ anh vô giạt dầu sôi. Ghê quá à. Anh tỉnh rồi hả? Anh tỉnh rồi hả? Anh Thành, anh muốn nói gì với em hả? Thôi anh làm em sợ quá, thôi để em ra ngoài gọi y tá vô. Cô định bỏ trốn à? Anh làm em hết hồn à. Ôi anh vô em mừng quá, em đang sợ. Em ra ngoài gọi y tá vô. Hình như là ba anh tỉnh rồi đó. Má anh đâu? Ba, ba ơi, ba có nghe tiếng con nói không ba? Ba có nghe tiếng của con không ba? Ba có nghe con nói gì không ba? Ba, ba, y tá ơi, con ba tôi thế nào rồi y tá? Được rồi. Ba tôi như thế nào rồi y tá? Sao rồi hả cô? Anh chờ tôi chút. Ông ấy có chiều hướng phát triển tốt, gia đình yên tâm nha. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Anh yên tâm nha. Tôi có chuyện muốn nói với cô ngay bây giờ. Sao rồi chị? Em sốt ruột quá ha. Trời ơi, tao còn sốt ruột hơn mày nữa. Để cho con Quyên Lam nó về tới rồi mình đi lên đó liền luôn. Trời ơi, Quyên Lam khi nào mới về chị? Nó nói nó về liền bây giờ đó. Rồi tụi bay chuẩn bị xe cổ đạn dược đi. Alo. Anh Thuyết hả? Anh nè. Anh chuẩn bị cho em 20 ngàn nha. 50 ngàn? Kỳ này phải chi mạnh, không được tiếc tiền đâu. Ừ, 50 anh à. Cái gì? Có nhiều quá không em? 30 thôi nha. Đã nói 50 thì chuẩn bị 50 đi. Giờ này còn tiếc cái gì không biết nữa. Bất ngờ quá phải không chị hai? Im chứ mày. Hả? Im. Im. Im im coi. Ngon lắm. Dám đe dọa mà chủ tao hả?
Chết rồi, 7 giờ mấy rồi. Lan ơi, Lan, thức dậy đi con. Lan à, thức dậy xuống dưới phụ má nấu cơm rồi còn vô thay thế cho anh con nữa. Lan, nhanh đi con. Đi xuống dưới phòng con vệ sinh mặt mày đi, rồi nhớ á, là thu dọn hết đồ đạc luôn nghe con. Tại sao vậy má? Tại sao mấy bữa nay má cứ nói cái chuyện thu dọn đồ đạc hoài vậy má? Con à, chắc là mình không có ở căn nhà này được lâu nữa đâu. Mình phải dọn đi nơi khác ở thôi. Tại sao? Tại sao mình không ở cái nhà này lâu nữa? Nhà này là của ba má mà. Ba của con á, đã lấy căn nhà này đi thế chấp ngân hàng, đầu tư cho nhà hàng Hương Việt. Bây giờ mình không có đủ tiền trả nữa, nên nay mai ngân hàng họ sẽ xuống xiết lấy cái căn nhà này đó con à. Mẹ hứa với con làm sao? Mẹ nói nếu như con đi Tây Ninh giải quyết lô hàng cho mẹ thì mẹ sẽ để cho thằng Tâm chăm sóc cho ông Hai Thành. Vậy mà bây giờ mẹ nuốt lời là sao? Con nghe mẹ nói nè. Con người ta khổ cũng chỉ vì lụy tình. Mà chính bản thân mẹ cũng đã từng khổ vì lụy tình Hai Thành. Nhưng mà thằng Hai Thành nó là một con thú, chứ nó đâu phải là một con người. Không việc gì mà con phải thương xót cho cái loại người như Hai Thành. Nghe chưa? Con biết, nhưng mà con thương Tâm. Tâm đâu có liên quan gì trong cái chuyện giữa mẹ và ông Hai Thành đâu. Tâm cũng chỉ là nạn nhân của ông Hai Thành thôi mà. Nhưng mà tại sao nó dám tới đây chửi rủa mẹ là sao? Con mẹ nó ngu, đẻ ra nó cũng ngu. Ai đời đi binh cái thằng giết cha của mình là sao? Con có thấy nó ngu không? Nên phải nhốt nó một đêm để cho nó sáng mắt nó ra. Con hiểu rồi. Vậy thôi bây giờ mẹ thả Tâm ra đi. Chuyện trả thù của mẹ, mẹ cũng trả thù xong rồi. Đừng có gây thêm thù thêm oán nữa. Anh Tâm, tụi bay đâu? Dạ. Tụi bay làm cái gì mà đánh người ta? Bây giờ người ta chết rồi kìa. Hả? Mẹ mày, mày giả chết hả? Mày dừng lại, đứa nào đụng vô tao giết chết. Ra ngoài. Biến. Dạ. Anh có sao không?
Xin lỗi anh, em không biết mẹ em đã nhốt anh hành hạ anh như thế này. Em xin lỗi. Thôi bỏ đi. Những lời nói của tôi trước đó dành cho cô coi như xí xóa nha. Tôi đi đây. Anh định đi đâu? Anh đi đâu? Tôi đi vô bệnh viện. Tôi gửi y tá 2 tiếng thôi. Bây giờ chắc là cũng 6-7 tiếng rồi. Anh không giận ông Hai Thành hả? Cô muốn đi với tôi không? Anh tỉnh rồi hả? Anh à, bữa nay con của vợ chồng mình vô thăm anh. Anh nhìn coi anh có nhận ra nó không? Con biết là bà nội mất, nghe chưa con? Dạ, dạ chào cô. Chào cô. Dạ, chào chị. Chị là ai? Tôi nuôi bà cụ ở phòng bên á. Rồi, nhưng mà sao chị lại ở đây? Còn con trai tôi, thằng Tâm con trai tôi đâu? Tôi cũng không biết nữa. Hồi khuya cô y tá nhờ tôi đi qua chăm cho chú này giùm cho cổ. Dạ, cô y tá đó cổ nhờ chị chăm chồng tôi hết bao nhiêu tiền để tôi gửi lại? Thường là có 50 à cô? Dạ, dạ. Dạ. Đây, tôi gửi chị. Dạ, cảm ơn cô cảm nha. Cảm ơn chị. Chào cô. Đi vô. Ủa má, má tới lâu chưa? Con vô đây chăm sóc ba con kiểu gì vậy? Suốt đêm qua con đi đâu? Má, con xin lỗi. Con sẽ nói chuyện với má sau. Ba tỉnh rồi hả má? Ba. Mày còn dám giác mặt tới đây hả? Anh Hai, chuyện này là sao hả? Quả ra đêm qua tới giờ anh đi với con yêu tinh này hả? Lan, anh cũng bị nó mê hoặc giống như ba vậy đúng không? Đi ra với anh Hai, anh xin lỗi. Ra đây. Lan, ở đây. Bà ngồi ở đây đi. Xin lỗi hai người nha. Tại tôi cãi nhau với anh Hai nên qua trễ. Sao lại gây với anh Hai? Tưởng là ông đi với con quỷ cái
ai về đâu không phải. Quỷ, quỷ cái là ai? Thì Quyên Lam chứ là ai. Trời, em đặt cho người ta nhiều tên quá rồi đó nha. Lúc thì yêu tinh nè, lúc thì yêu quái, giờ lên đô là quỷ cái nữa hả? Vẫn chưa tìm được tên thích hợp. Tóm lại là hôm nay bà hẹn tụi tôi ra đây để làm cái gì? Bà nói đi. Tôi hẹn mọi người ra đây là để thông báo dừng cuộc chơi. Hả? Cái gì? Tốn bao nhiêu là công sức thu thập chứng cứ, chờ ngày công phá, tự nhiên cái bây giờ bà nói ngừng. Trễ quá rồi. Anh hai nói là dừng cuộc chơi. Với lại bây giờ ông già đang nằm trong bệnh viện, nhà thì không biết ngân hàng sẽ phát mãi lúc nào. Có phá cho cái nhà hàng đó tan nát thì cũng có làm được cái gì đâu. Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ chấp nhận mất hết tất cả sao? Anh hai hả? Em về bệnh viện. Má uống nước đi. Ừ, cảm ơn con. Chắc là má và ba Thành của con sẽ ở tạm đây một thời gian để cho tiện việc chăm cứu và chữa trị cho ba con. Đến khi nào ba con đỡ hơn thì má sẽ đưa ba con về dưới quê để ở với em Đạt cho tiện hơn. Có cái căn hộ chung cư này á, để cho hai anh em con đi làm và đi học, má thấy cũng yên tâm lắm. Vậy khi nào mình dọn sang đây hả má? Chắc cũng sớm thôi con à. Này mai thì ngân hàng người ta sẽ đưa giấy tờ nhà xuống. Má tính ngày mai má đi vô chùa gặp thầy để coi được ngày tốt á. Được ngày thì mình dọn thôi. Dạ. Chắc dọn trong một ngày là xong mà. Sao trong phút chốc người ta có thể mất hết tất cả vậy má? Của cải vật chất tiền bạc là những thứ hư ảo, là vật ngoài thân. Được đó rồi mất đó. Khi được là mất. Khi mình mất đi là lúc mình có được hết. Con chưa hiểu má nói cái gì hết. Nhưng mà con rất là thán phục má. Mất hết tất cả nhưng mà má vẫn nhẹ tênh. Giống như của cải vật chất đối với má không có ý nghĩa gì sao? Cái gì á, mình cứ chủ động, mình cứ chấp nhận trước thì mọi thứ nhẹ nhàng lắm con à. Hơn nữa má cũng nói với con đó, lúc được là mình mất đi, còn khi mình mất là mình được đó con à. Của cải tiền bạc là hư ảo, được là mất, mất là được. Vậy thì đối với má, cái gì mới là không hư ảo, mới là có ý nghĩa? Với má, lòng từ bi, tính đức độ mới là những thứ không hư ảo, không bao giờ mất đi được. Con đã hiểu tại sao hồi đó má lại yêu ba Phước. Má chọn ba Phước chứ không chọn ba Thành. Con cảm ơn má.
Hổm rày sao không thấy thằng Tâm nó điện thoại cho con? Hai đứa giận hờn gì với nhau hả? Bây giờ còn gì nữa đâu mà giận hờn hả má? Là anh em rồi thì lúc nào cần mới gọi thôi. Má hỏi thiệt con chuyện này nha. Má nói đi. Má muốn hỏi là con thương thằng Tâm lắm đúng không? Thì thương mới tính cưới. Nhưng bây giờ là anh em rồi thì thương nhau như anh em cũng được mà má. Nhưng mà con có quên được thằng Tâm để mạo thương người khác hay không? Chuyện đó thì xa xôi lắm, con mới nghĩ tới đâu. Ba má đã suy nghĩ kỹ lắm. Bây giờ ba quyết định nói hết sự thật cho con. Là chuyện gì má nói đi. Giả sử thằng Tâm nó không phải là cùng cha khác mẹ với con thì sao? Má nói vậy là sao? Con không hiểu. Má nói như vậy là má nói sự thật. Còn chính là con của chị Hồng, chị của má, bà ba của con đã chết trong một tai nạn lúc con chưa đầy năm. Má nói thật hả má? Con không tin đâu. Con không tin đâu. Trâm, Trâm, con nó bị sốc đúng không? Thôi, để tôi chạy đi theo nó. Con có bị sao không? Thôi đừng anh, hãy để cho con nó một mình. Rồi con nó sẽ vượt qua được mà. Con đâu phải là người mua bán la ghim đâu mà ba dồn con quá trời luôn vậy. Thì sẵn con lên trển á, con mang trái cây sạch rồi rau sạch lên cho anh hai của con. Rồi cái này á thì chịu khó con mang tới nhà của bác hai con nghe. Bác hai nào? Thì ba má của Lan đó, con cắt cớ bà hoài à.
Ba muốn á, gửi cho bác hai á, thì ba nói đại đi. Nói lòng vòng làm chi? Có má ở đây đâu mà ba sợ. Mày, ý con muốn à nghe. Chắc ba không muốn quá ha. Thôi thôi, con vô soạn đồ đi, rồi đi ngủ sớm nữa. À, mà ngày mai mấy giờ con đi vậy? Ba ba, hay là ngày mai á, ba chở con lên Sài Gòn đi. Sẵn tiện á, có lý do chính đáng luôn. Rồi ba về thăm lại chiến trường xưa. Hả? Còn đó. Hai cha con đang bàn mưu tính kế gì đó. Má, con tính qua mặt má một chút xíu thôi mà xong chuyện rồi. Tôi nghe hết rồi. Má đâu có hẹp hòi chi mấy cái chuyện đó. Ngày mai á, hai cha con cứ việc đi đi. Má còn cho tiền đổ xăng nữa đó. Thiệt hả má? Ừ. Quang hô má. Má là trên cả tuyệt vời luôn. Trời ơi, nịnh quá đi cô. Nè, nhưng mà anh thấy ngại quá. Ba muốn tới nhà thắp cho bà Tư một nén nhang, nhưng mà ba lại sợ tổn thương Hai Thành. Thôi, hay là để vài bữa nữa đi nghe con. Thôi, con hiểu rồi. Con phải đi một mình chứ gì. Người ở đâu chẳng anh lẽ lôi, nỡ quên mau yêu thương ngày nào. Vẫn chẳng héo với tiếng thương cho tình vội xa. Chỉ mình anh để mong cô đơn. Anh chẳng non ai chia đôi mầm. Muốn xem anh dẫu có đớn đau vẫn ôm tình. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây phôi pha, vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới anh chẳng khuyên tàn. Lòng anh mong rằng em không quên ở nơi ba. Tại sao má lại không cho mình báo cho ba Phước biết chuyện của ông Hai Thành? Không biết giờ này Trâm đang làm gì. Con gửi. Cảm ơn em. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Ủa gì kỳ ta? Không lẽ nhà không có ai? Cô kiếm ai? Dạ dạ dạ, em kiếm cô Duyên. Cô Duyên hả? Dạ. Bé gái. Dạ. Thấy gì không? Trời ơi. Chị. Cái gì? Chẳng lẽ nhà bị niêm phong hả chị? Trời đất ơi em gái, nhà người ta bị niêm phong đâu có vui vẻ hân hoan gì đâu mà em la làng lên dữ vậy cưng. Dạ. Dạ vậy chị cho em hỏi là chị có biết nhà cô Duyên giờ dọn đi đâu không? Chị không có biết. Hôm qua là thấy mẹ con người ta dọn đi hết trơn rồi. Vậy hả chị? Em tính nhắn gửi gì hả? Vậy chị có biết địa chỉ cho cô Duyên ở đâu không? Tôi không có biết, nhưng mà tôi biết được địa chỉ nhà con Út ở dưới quê á.
Có nhắn gửi gì để tôi nhắn gửi cho. Dạ có. Em đem rau sạch nè, trái cây sạch nè, với lại nấm sạch nè, đem lên gửi cho gia đình cô Duyên. Chị đem giùm em nha. Cái gì? Dạ. Rau sạch, trái cây sạch, dạ, nấm sạch. Dạ. Mà em đem từ dưới quê em đem lên đây. Dạ. Rồi chị cũng rảnh rỗi lắm, chị đem ngược từ đây về dưới quê cho em. Dạ, em xin lỗi chị. Em vậy thôi, đem mấy cái này về nhà ăn đi em ha. Em cảm ơn chị. Mà chị, cho em hỏi thiệt chị là chị cũng không biết gia đình nhà cô Duyên dọn đi đâu hết hả chị? Bộ mặt chị giống nói xạo lắm hả cưng? Dạ dạ, em cảm ơn chị. Lan, nãy giờ Như nó gọi điện thoại mấy lần rồi đó. Em nghe điện thoại đi. Nhưng mà có nói nhà mình chuyển nhà, với lại ba đang bị bệnh không? Em cứ hẹn gặp Như đi, nói chuyện đó sao? Nè, má không có cho nói đâu đó. Anh hai đã nói là nói chuyện đi, coi nó trả lời ra sao đã. Đưa khăn cho anh. Alo, Như hả? Lan nè. Lan, qua đây, ngồi xuống đây đi. Lan, nhà bà có chuyện gì vậy? Sáng tôi qua nhà bà, người ta dán niêm phong tùm lum hết á. Bà lên đại học lại hả? Có chuyện gì? Nói cho tôi nghe đi. Bà tôi đem nhà đi thế chấp ngân hàng, bị người ta xiết nợ. Bây giờ mấy má con tôi phải dọn qua ở chung cư với anh hai. Vậy chung cư ở đâu? Lan nè, tụi mình bây giờ đã là người một nhà, có gì thì phải báo chứ. Ba mẹ tôi không giúp được nhiều, cũng giúp được ít. Tôi đã nói là má tôi không cho tôi với anh hai báo cho ba Phước biết. Vậy hả? Chắc bà Lan buồn lắm phải không? Ngày mai em với anh lên Sài Gòn một chuyến được không? Ủa, để làm gì? Sao anh cứ phải để làm gì hoài vậy? Chứ người ta sĩ diện, người ta không có muốn thấy mặt mình, thì làm sao mà mình tới thăm người ta được chứ? Anh hỏi em, mình phải làm sao? Thì người ta không muốn, nhưng mà mình muốn thì mình cứ tới. Còn người ta nghĩ sao thì là chuyện của người ta. Còn chuyện của mình,
mình phải sống cho hết tình, như vậy mới đúng đạo. Nếu mà ngày mai anh không đi thì thôi, em đi mình. Đàn ông gì mà suốt ngày cứ nhúc nhúc nhát nhát. Anh à, bữa nay anh ăn cơm nhạo với cá nha. Lúc nãy em có mua cá, chút nữa em đem lên chưng tương cho anh ăn hen. Anh có chuyện gì muốn nói với em hả? Anh mệt rồi phải không? Để em đưa anh lên nhà nha. Chiều nay em còn đưa anh đi massage trị liệu nữa. Ba má còn đâu rồi Lan? Dạ, má đưa ba con đi dạo ở sân chung cư á. Chú thấy ba uống nước. Đúng là sao mà bà Duyên bà đẹp quá trời, mà cuộc đời của bà sao mà nó truân chuyên, nó đen đủi vậy không biết. Bà im cái miệng bà giùm tôi một cái. Chắc là ba má của con về. Con chào hai bác. Chào anh ba. Chào chị ba. Chào anh ba. Chào chị ba. Trời. Hey, giờ mới ngẫm lại, mới thấy những lời nói của má anh là đúng. Mẹ anh nói làm sao? Má anh nói là mọi chuyện ở trên đời
không cần phải trả thù, không cần phải đòi sự công bằng. Mọi chuyện đều có nhân, có quả. Trời Phật đã sắp đặt theo luật nhân quả nghiệp báo. Con đừng tạo nghiệp xấu cho mình. Ai gieo nhân tốt á, thì gặp quả tốt. Ai gieo nhân xấu thì gặp quả xấu. Nghiệp báo tức thì, không cần phải đợi đến kiếp sau. Ba gọi nè anh. Con nghe nè ba. Ba, ba uống nước đi ba. Chị hai, cho anh hai lên giường nằm luôn hay sao chị? Ờ, khoan đã chú. Anh hai, anh mới ăn cháo xong. Để chút nữa anh uống thuốc đã chú. Rồi, xong rồi hãy đưa ảnh lên giường nằm. Dạ. Dì nghĩ là con nên thuyết phục má con đưa hai Thành về giường nhà mình nghỉ đi con, sẽ tốt hơn đó. Khí hậu cây cối nhiều mát mẻ, rồi thực phẩm sạch nữa, ổng sẽ mau bình phục thôi. Dạ. Cái bà này, nhiều khi tôi không hiểu bà là người thông minh hay là kém thông minh nữa. Đã nói là hai Thành không có muốn gặp mặt tôi, người ta mặc cảm. Hồi nãy bà không thấy hay sao? Ba, con nghĩ là dì nói đúng. Tại má với con cũng tính là sau khi ba Thành đi vật lý trị liệu xong, chức năng được phục hồi, thì sẽ đưa ba Thành về quê của bà nội. Với lại hiện bây giờ ông Út cũng đưa thằng Đạt về quê rồi ba. Ừ, vậy cũng tốt rồi. Con ráng giúp má con nghe. Dạ, con biết rồi. Ba có chuyện này muốn nói cho con biết. Chuyện gì vậy ba? Con có thể thu xếp về giữ với ba luôn được không? Bây giờ luôn hả ba? Vậy ba để con gọi điện cho má xem tình hình ba Thành như thế nào đã. Dạ.
Trời ơi, trời ơi, anh nặng vậy á mà sao một mình chị bồng anh lên nổi vậy chị? Mấy bữa đó thì có thằng Tâm nó phụ tôi bưng bê rồi tắm rửa cho ảnh, chứ nếu không á làm sao mà tôi làm được chứ. Rồi rồi hôm nay nó đâu? Nó nói nó đi xuống nhà ba nó. Nghe đâu ba nó có chuyện gì quan trọng muốn nói với nó đó. Thôi chị đi ngủ đi, con qua đi ngủ trước rồi đó. Mà quên nữa, cái tật nó ngủ ngáy ầm ầm không à, chắc tối nay chị khó ngủ với nó. Chú làm như là tôi mới biết hôm qua vậy đó. Tôi quen rồi, bạn bè mấy chục năm trời, tôi biết mà. Anh ngủ nha. Có chú bà nằm ở ngoài salon á, nếu có chuyện gì anh cứ lắc cái chuông này nha. Tất cả khu sinh thái này hơn 50 hecta. Ba thì phát triển được 1/5 rồi. Còn lại phía này, ba muốn con tiếp quản để phát triển thành công khu du lịch sinh thái, nuôi trồng rau sạch, sữa sạch và thịt sạch. Sau đó con thiết lập một hệ thống phân phối riêng và đưa đến tận tay người tiêu dùng để đảm bảo sức khỏe cho người Việt mình. Con xem đi, tất cả những sản nghiệp này nè, đó là của con, ba muốn dành cho con. Không, ba đừng nói vậy. Ba phải chia đều cho hai em gái của con nữa, và đúng hơn đó là cho Trâm và cho Như. Con chỉ là phụ thôi. Phải, con với con Trâm là một. Ba đưa con về đây là để bàn chuyện cưới hỏi của con với con Trâm đó. Ba, ba nói vậy là sao ba? Con Trâm thật ra là con nuôi của ba và chị Hà. Con Trâm là con của chị hai dì Hà. Hai vợ chồng bị tai nạn giao thông mất sớm khi con Trâm chưa tròn 10 tháng tuổi. Ba, ba nói thật hả ba? Trâm biết chưa ba? Con Trâm nó chờ con ngoài kia kìa, con tới với nó đi. Thank you.
Alo, tôi nghe nè Lan. Alo. Alo. Lan, có ở đó không? Sao không nói gì hết vậy? Nhưng ơi, chuyện gì vậy? Bình tĩnh, nín, không được khóc, kể tôi nghe. Bà tôi nói với anh Hai. Nói với anh Hai chuyện gì? Bà có chuyện gì? Bà tôi, bà bạn sao? Bà tôi mất rồi. Ủa, con, chuyện gì vậy? Má ơi, bà của Lan mất rồi. Tức là bác Hai Thành mất rồi. Tại sao vậy con? Duyên em, anh ngàn lần xin lỗi em. Anh đã làm khổ cả cuộc đời em. Anh đã làm hỏng cuộc đời của em, rồi cả cuộc đời của anh. Anh đã sai rồi. Anh cứ tưởng với tình yêu của anh, với tiền bạc của anh, anh có thể làm cho em sung sướng. Anh đã sai khi lúc nào cũng tin rằng cái gì Hai Thành này muốn, Hai Thành này sẽ làm được. Vậy mà có một thứ Hai Thành này muốn mà Hai Thành này đã không bao giờ làm được, đó chính là chiếm đoạt được trái tim của em. Đó là tình yêu của em dành cho anh. Em có nhớ trong một lần gần đây, sau khi đi gặp ba Phước về, em đã tha thiết xin anh giải thoát cho em. Em nói đúng, anh cần phải giải thoát cho em. Anh không đủ can đảm để gặp lại ba Phước, để quỳ xuống xin tha tội. Em có thể nói với ba Phước giùm anh điều đó hay không? Anh cảm ơn em. Em thật vĩ đại Duyên ạ. Chỉ tiếc anh lại là một kẻ thất bại. Duyên,
Trời ơi, thằng Tâm nó nói với tôi là có một người đặc biệt muốn gặp tôi. Té ra là chị hả? Dạ, mình vô trong trước đi chị. Mình đi. Cảm ơn chị. Dạ, mời hai chị gọi nước. Mình kêu nước đi chị. Tôi uống nước cam hả? Em cho hai ly cam nha. Dạ. Em muốn nói với chị điều này. Xuất phát từ trái tim của em, mong chị đừng có từ chối nha. Có chuyện gì chị cứ nói. Không có việc gì mà phải rào trước đón sau như vậy. Em nghĩ là em với chị cũng đã là xuôi gia với nhau rồi, cũng coi như là người một nhà. Em định mời chị với lại cháu Đạt, với lại cháu Lan về khu vườn sinh thái của vợ chồng thằng Tâm ở, để cho thằng Tâm nó cũng đỡ áy náy. Đúng là anh ba, anh có phước khi có một người vợ tốt bụng hiền lành như chị. Em không có muốn nghe lời khen của chị, mà em chỉ muốn nghe lời chấp nhận của chị về lời đề nghị của em vừa rồi. Đi đi chị. Chị đi cho tụi nhỏ nó vui. Vô đi ba. Ngồi đi ba. Ngồi đi. Ba.